Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của My. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới mọi người về 9 cách vô cùng đơn giản chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để duy trì cái tần số rung động của chúng ta luôn ở cái mức độ cao liên tục trong 21 ngày. Nó sẽ giúp cho cái luật hấp dẫn sẽ bắt đầu phát huy tác dụng một cách nhanh chóng và thu hút được những cái điều bạn mong muốn, tiền bạc, sức khỏe, công việc một cách nhanh chóng hơn. Thì tại sao lại cần duy trì tần số rung động cao liên tục trong 21 ngày? Thứ nhất á, chúng ta hiểu là những cái điều mà bạn mong muốn á, tiền bạc, sức khỏe, thành công, công việc, tình yêu đó, nó là những thứ có cái rung động rất là cao, cái mức năng lượng cao. Cho nên chúng ta phải nâng được cái năng lượng của chúng ta lên tương xứng với những cái điều đó thì chúng ta mới thu hút được nó lại với mình, đúng không? Tuy nhiên thì có một cái thực trạng là đa số mọi người đó, chúng ta thường bị trồi sụt về mặt năng lượng ấy. Tức là có khi thì chúng ta vui nhưng mà lúc khác chúng ta lại buồn, có khi chúng ta tích cực, có khi lại tiêu cực, có khi tin tưởng, có khi lại hoài nghi. Đấy, cái năng lượng ấy, cái cảm xúc ấy, nó không được giữ ở cái mức ổn định, ở cái mức cao liên tục, mà nó cứ trồi sụt như vậy. Thành ra là cái kết quả nó rất là chậm. Đó, cho nên đấy là lý do tại sao nên duy trì cái tần số rung động cao liên tục. Và thứ hai nữa là tại sao lại phải là 21 ngày? Bởi vì là khoa học đã chứng minh đó, 21 ngày là một cái con số thời gian trung bình và tối thiểu để một người bình thường có thể lập trình lại cái tiềm thức, thay đổi cái thói quen sinh hoạt, cái cách nghĩ, cách tư duy, học một cái mới. Cho nên chúng ta phải duy trì được đều đặn cái tần số của mình trong 21 ngày, ít nhất 21 ngày. Thì khi đó đó, cái tiềm thức nó mới được thay đổi, cái thói quen nó mới thay đổi, cái tần số nó mới đi vào một cái gọi là cái nếp mới của nó. Thì lúc đấy cái luật hấp dẫn nó mới bắt đầu phát huy tác dụng. Cho nên đấy là lý do mà chúng ta phải duy trì được cái tần số rung động của mình ấy liên tục trong 21 ngày ở mức độ cao. Và nó có những cái phương pháp của nó. Cho nên trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ tới mọi người về 9 cách rất đơn giản có thể làm hàng ngày, nhưng nó sẽ giúp cho các bạn duy trì được cái rung động của bản thân á ở cái mức độ cao. Thì cái cách đầu tiên á, chúng ta sẽ đi lần lượt từ cái phần thân trước và sau đó đến cái phần tâm sau. Cho nên cái cách đầu tiên để tác động đến cái phần thân của chúng ta đó là cái việc ăn uống. Chúng ta nên điều chỉnh lại cái cách ăn uống của mình sao cho nó thanh nhẹ hơn, nó cân bằng hơn. Người Việt Nam chúng ta hay có cái thói quen là một bữa sẽ phải ăn khoảng 2 đến 3 bát cơm gạo trắng, đúng không? Rồi cộng thêm phải có cá, phải có thịt, phải có canh. Đấy, chúng ta quen cái thói quen như vậy và chúng ta nghĩ rằng là phải như thế mới là đủ chất. Nhưng mà thực ra không phải. Có những cái món ăn đó mà chúng ta ăn theo cái thói quen của mình thôi. Còn trên thực tế nó không có mang lại cái chất dinh dưỡng gì và nó cũng không cần thiết cho cơ thể. Nhưng vì chúng ta ăn quá nhiều những cái thứ đó, thành ra là cơ thể nó bị nặng nề. Nó phải mất một cái nguồn năng lượng để nó tiêu hóa, nó giải phóng hết những cái thứ đó ra ngoài. Cho nên khi đó nó sẽ rút bớt cái năng lượng ở trong cơ thể đi và nó khiến cho các bạn bị mệt mỏi. Cho nên một cái dấu hiệu nhận biết là các bạn đang ăn quá nhiều á, là các bạn cứ để ý khoảng 2 tiếng sau khi ăn đó mà các bạn vẫn thấy cơ thể bị mệt mỏi, không muốn làm gì, hay là cái việc suy nghĩ nó chậm chạp, thiếu cái sự tập trung, thì đấy chính là do các bạn đã ăn quá nhiều. Rồi ví dụ như là ăn quá mặn, quá cay, quá nhiều gia vị, ăn quá nhiều thịt thì nó cũng khiến cho cái năng lượng nó bị nặng nề. Cho nên cái điều đầu tiên để mà điều chỉnh lại cái tần số rung động của chúng ta đó là phải thay đổi cái cách ăn uống. Mình sẽ không đi sâu vào phân tích về cái cách ăn uống này bởi vì ở trên mạng, internet bây giờ có rất nhiều. Nếu mà các bạn muốn thay đổi cái năng lượng của bản thân đó, thì mình khuyên là các bạn hãy lên internet hoặc là tìm mua sách về dinh dưỡng, đọc để hiểu được là cái cơ thể của mình nó thuộc cái loại gì và mình nên ăn uống làm sao để cho nó cân đối, nó thanh nhẹ nhất có thể. Thì khi đó chúng ta vừa có một cái vóc dáng đẹp hơn, cái sức khỏe tốt hơn, mà cái năng lượng của chúng ta nó cũng sẽ được duy trì ở một cái tần số cao. Thì đấy là cái điều đầu tiên, ăn uống nên cân bằng. Cách thứ hai là việc giữ cho cái nơi ở, nhà cửa nó được sạch sẽ và hãy trồng thêm nhiều cây xanh. Cái nhà của các bạn đó là nơi mà các bạn dành rất nhiều thời gian cho nó, đúng không? Bạn
ở đó, bạn ăn uống ở đó, bạn sinh hoạt, tắm rửa, nghỉ ngơi ở đó. Cho nên cái năng lượng của cái ngôi nhà đó, dù là nhà thuê hay là nhà mua, thì nó cũng ảnh hưởng đến 90%, thậm chí là 100% cái sinh khí, cái tâm trạng, cái sức khỏe và cái tần số rung động của các bạn. Cho nên người ta mới quan tâm đến cái vấn đề phong thủy khi mà người ta đi chọn nhà. Đấy, đi chọn nhà, mua nhà, xem đất là lúc nào cũng để ý xem hướng đất, rồi cái vị trí đất đai các thứ, đúng không? Nhưng mà có một điều mà nó khá là trái ngược ở đây là nhiều người đó, cái lúc mà chúng ta bắt đầu mua nhà hay xây nhà đó, chúng ta rất chú trọng đến vấn đề về phong thủy. Nhưng đến khi mà chúng ta ở đó rồi đó, thì đấy mới là cái lúc mà cái năng lượng của ngôi nhà nó ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta ở rồi thì chúng ta lại chưa biết giữ cho cái nhà của mình á, nó được sạch, nó được ngăn nắp. Mình nói thật, cái này mình chia sẻ thật mọi người á, mình không có cái ý là muốn chê bai ai. Cho nên nếu như mà ai đang ở trong cái tình trạng này thì mọi người hãy nghĩ rằng đây là một cái điều mình muốn khuyên để mọi người có thể thay đổi, điều chỉnh lại. Chứ mình nói thật là có rất nhiều nhà chứ không phải một vài nhà. Khi mà mình đến chơi nhà người khác đó, mình thấy có rất nhiều nhà giữ cái nhà cửa nó rất là bừa bộn và bẩn. Đấy, đồ đạc thì vất lung tung, rác cũng vất lung tung. Rồi bếp núc đó, nấu ăn xong cũng không chịu rửa nồi, rửa bát. Chăn màn ngủ dậy cũng không gấp. Rồi bụi đó là nó cứ bám lên tường, bám lên tủ đó hàng từng cm một. Thì một cái ngôi nhà nó như vậy thì nó không thể còn cái sinh khí, còn cái năng lượng để các bạn có thể phát triển cái sức khỏe, cái tình cảm và cái cuộc sống của mình được nữa. Đó, cho nên chúng ta không chỉ nên quan tâm đến cái phong thủy của nhà khi chúng ta mới mua nhà đâu. Mà cái quan trọng nhất đó là phải trong cái quá trình chúng ta sống đó, chúng ta phải giữ cho cái nhà nó được sạch. Chưa cần thiết là phải đẹp hay là phải xa hoa, nhưng mà ít nhất thì nó nên gọn gàng và sạch sẽ đã. Chứ nhiều ngôi nhà rõ ràng rất là to, rất là khang trang, nhưng mà bên trong rất là bừa, rất là bẩn, thì cái năng lượng của ngôi nhà đấy nó cũng không thể tốt được. Đó, và nếu có thể thì các bạn hãy trồng thêm nhiều cây xanh. Để mà nói là cây xanh đó, theo tuổi, theo phong thủy đó, thì cũng sẽ có rất nhiều những cái kiến thức khác. Mình cũng hiểu về cái điều đó nhưng mà mình sẽ không chia sẻ kỹ ở đây. Bởi vì những cái đấy thì mọi người có thể tự lên tìm ở trên internet được. Có rất là nhiều nguồn rồi. Đấy, nhưng mà quan trọng là các bạn hãy trồng thêm cây, trồng thêm hoa, thì nó sẽ mang lại cái sinh khí cho cái ngôi nhà của các bạn. Thì đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba là hãy hạn chế và tốt nhất là không nên dùng những cái chất kích thích và rượu bia. Những cái chất kích thích mà nó như là ma túy hay là thuốc phiện đó, thì ai cũng biết là nguy hiểm rồi. Nhưng mà có hai cái thứ chất kích thích mà đa số rất nhiều người dùng ở đây đó, là thuốc lá và cà phê. Thì mình rất là muốn nhấn mạnh thuốc lá đó, thì có nhiều người hầu như chúng ta đều biết nó nguy hiểm. Nhưng mà cái quan trọng, cái đặc biệt ở đây là cà phê đó. Thì cà phê nó là một cái thứ văn hóa, một cái sở thích và một cái thói quen của khá là nhiều người. Nhưng mà để xét cho đến cùng là nó có tốt hay không á, thì nó không hề tốt một chút nào cả. Nếu như mà các bạn thi thoảng là một ly cà phê thì không sao. Nhưng nếu các bạn để nó thành một cái thói quen là ngày nào tôi cũng cần cà phê để tỉnh táo, và đặc biệt là uống cà phê sau 12 giờ trưa đó, thì thực sự nó chính là cái hung thủ đang giết dần giết mòn cái cơ thể của các bạn. Trong cà phê đó nó có một cái chất gọi là caffeine, và khi cái caffeine đấy nó ngấm vào máu của chúng ta đó, thì sẽ phải mất một cái khoảng thời gian rất lâu mới có thể giải phóng được nó ra bên ngoài. Và với những người mà thường xuyên uống cà phê, ngày nào cũng uống đó, thì cái việc giải phóng ra bên ngoài là không thể hết được. Nó sẽ luôn luôn còn một cái lượng caffeine dư thừa trong máu. Và chính cái lượng dư thừa đấy nó sẽ tác động đến tim mạch này, huyết áp này, hệ thần kinh, não bộ. Nó gây ra những cái sự rối loạn âm thầm đó. Cho nên nó không biểu hiện ra ngay lập tức và chúng ta có thể là không nhìn thấy được. Nhưng mà nó có những cái dấu hiệu rất là nhỏ. Ví dụ như là bạn khó ngủ, bạn mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Rồi thì hay bị bồn chồn, lo lắng, tâm trạng hay bị kích động chẳng hạn đó. Chúng ta không hề biết được nó là do cà phê. Nhưng mà thực ra nó chính là cái thủ phạm gây ra những cái đó. Cho nên nếu chúng ta sử dụng những cái chất kích thích thành một cái thói quen, thành một cái về lâu về dài đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái cơ thể và cái năng lượng. Cho nên là chúng ta phải thay đổi, hạn chế, và tốt nhất nếu mà có thể thì là
không dùng những cái chất kích thích. Rượu bia cũng như vậy đó, nó chỉ giúp cho các bạn có thể thăng hoa được trong 1 phút, 2 phút nhất thời thôi. Sau đó thì nó sẽ không có một cái tác dụng gì cả. Thậm chí nó còn gây ra những cái tổn hại. Cho nên là để mà duy trì được cái năng lượng cao, nếu các bạn đã quyết tâm sử dụng cái luật hấp dẫn, theo đuổi cái mục tiêu của mình, thì mình khuyên là ít nhất trong cái thời gian chúng ta sử dụng luật hấp dẫn đó, chúng ta hãy hạn chế kích thích và rượu bia. Thì đấy là cách thứ 3. Cách thứ 4 là tiếp cận thông tin có chọn lọc. Mình đã chia sẻ rất nhiều lần đó, là cái tiềm thức của chúng ta đó, nó có một cái cơ chế tự động ghi nhớ hết mọi thứ mà nó gặp. Nó không hề phân biệt là cái này tốt tôi mới nhớ, cái kia không tốt tôi không nhớ. Không, nó không phân biệt như vậy. Bất kỳ một cái thông tin gì bạn chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, nó cũng sẽ ngay lập tức được ghi vào trong tiềm thức. Cho nên chúng ta thấy là hiện nay đó, xung quanh chúng ta đa số là những cái thông tin nó không được tích cực cho lắm. Những cái drama, những cái vụ bạo lực, chiến tranh, những cái tin giật gân, những cái cuộc tranh chấp, rồi thì những cái tin vô thưởng vô phạt, nhảm nhí rất là nhiều. Đó, và tại sao nó cứ tràn lan như vậy? Đấy là bởi vì con người chúng ta bây giờ đó thích những cái thứ tin đó, tò mò và hứng thú bởi những cái thông tin đó. Cho nên những người làm báo chí truyền thông đó, họ càng cung cấp nhiều những cái thứ đó hơn để họ kiếm được tiền mà. Đó, và chúng ta không biết chọn lọc, chúng ta cứ tiếp xúc với những cái nguồn tin như vậy thì thành ra là chúng ta tự đầu độc chính cái tâm trí của mình á. Cho nên khi mà các bạn đã biết đến luật hấp dẫn rồi, các bạn hiểu về cái nguyên tắc của năng lượng rồi đó, thì mình khuyên là chúng ta hãy có ý thức trong cái việc là chọn lọc thông tin. Kể cho mọi người nghe là ngày xưa đó, mình rất là thích xem phim kinh dị, đọc truyện kinh dị, đọc truyện trinh thám, phải gọi là một cái fan cuồng luôn đó. Và không có một cái chuyện hay là một cái phim kinh dị trinh thám nào là mình không biết thật. Nếu bây giờ bảo là mình làm một cái chủ đề về những cái thứ đấy đi đó, mình có thể kể rất là nhiều. Nhưng mà kể từ cái hồi mà mình bắt đầu tu tập, mình bắt đầu cái hành trình thức tỉnh tâm linh và sử dụng luật hấp dẫn đó, thì dần dần cái năng lượng của mình nó thay đổi, cái sở thích, thói quen của mình nó thay đổi. Và một cách rất là tự nhiên, mình không còn hứng thú với những cái thể loại kinh dị và bạo lực và trinh thám nữa. Đó, cho nên là đến mấy năm gần đây thì mình không hề động đến những thứ đó. Nhưng mà cách đây khoảng 2 tháng, thì cái lúc đấy là rạp chiếu phim mới mở cửa lại đó, thì bạn mình mới rủ mình là đi xem phim. Và lúc đấy thì nó chỉ có một cái bộ phim kinh dị thôi. Thế thì ok, là mình cũng nhận lời, với cái mục đích là đi chơi là chính đó. Thì xem thôi, mình không có sợ hay là không có ám ảnh gì cả đó. Bởi vì đến bây giờ những cái đấy với mình nó kiểu nó chai rồi á, mình không có một cái cảm xúc gì khi mà mình xem những cái kinh dị luôn. Nhưng mà không hiểu sao, 3 đêm liền sau khi mình xem cái phim đấy, mình đều mơ thấy ác mộng, cứ nằm ngủ là mơ thấy ác mộng. Cho nên mình mới phải chấn chỉnh lại là thôi, không được xem những cái thứ đấy nữa. Bởi vì bây giờ đó, cái tâm trí của mình nó được thanh lọc rồi, cái năng lượng nó không còn phù hợp với những cái thứ nó thấp như vậy nữa. Đấy, cho nên là khi mà mình xem những cái thứ đó đó, là ngay lập tức nó sẽ có một cái sự thanh lọc đó, tâm trí nó không tiếp nhận. Cho nên nó sẽ phải đưa ra những cái chỉ dẫn, những cái dấu hiệu là ngừng lại, không được xem những cái thứ đấy nữa. Cho nên đến một cái lúc khi mà các bạn đã thành thạo trong cái việc là quản lý về năng lượng của bản thân đó, các bạn sẽ biết được là khi nào thì tiềm thức của chúng ta nó từ chối và chúng ta phải thay đổi. Nhưng mà với những người mới đó, thì mình khuyên là tốt nhất các bạn nên tránh đi, để giữ cho cái năng lượng của mình nó được sạch. Thì đấy là cái cách thứ 4. Cách tiếp theo là hãy tránh những cái cảm xúc tiêu cực không đáng có. Chúng ta đều biết rằng ấy, cái cảm xúc tiêu cực nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Nhiều khi đang vui vẻ đúng không? Nhưng mà chỉ vì gặp một người không dễ thương, nghe thấy người ta nói một cái điều nó trái ý, hay là có một cái sự bất đồng quan điểm nào đó, nó cũng không quá là quan trọng. Nhưng mà rồi chúng ta bị khó chịu, chúng ta tức giận, chúng ta buồn phiền, và thế là nguyên cả cái ngày hôm đó là tâm trạng nó rất là u uất. Đấy. Hay là nhiều khi có những cái vấn đề nó không đáng phải bận tâm đến, đúng không? Nhưng mà vì một chút hơn thua, rồi là cứ cãi nhau, rồi dẫn đến là giận dỗi, nóng giận và rất là tiêu cực. Thì những cái lúc như vậy đó, nó sẽ kéo cái rung động của các bạn xuống rất là nhiều. Chúng ta mất rất nhiều cái thời gian, cái công sức dùng cách nọ cách kia để có thể nâng cái tần số của mình lên.
Vậy thì đừng để cho những cái thứ không đáng như vậy nó kéo cái tần số của mình xuống. Cho nên tốt nhất là hãy tránh những cái cảm xúc tiêu cực đi. Biết là mình khắc khẩu với người đó thì tốt nhất là hạn chế nói chuyện. Biết là mình cứ đi vào cái tình huống đó, tham gia vào cái đó là mình sẽ bị tiêu cực, buồn phiền. Vậy thì tốt nhất là tránh đi. Cách thứ 6 là những cái câu khẳng định tích cực. Đây là một cái phương pháp gọi là cốt cán trọng yếu trong cái việc sử dụng luật hấp dẫn đó. Vì thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái tiềm thức của chúng ta nó được lập trình lại. Đấy, tiềm thức nó không hề phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Những gì mà bạn nói với nó nhiều lần lặp đi lặp lại á, nó sẽ tin là thật. Nhiều khi những cái con côn trùng đó nó không hề nguy hiểm, có những cái con nó rất là vô hại. Nhưng mà vì từ bé các bạn cứ nói với bản thân mình là côn trùng rất là đáng sợ, côn trùng rất là ghê tởm. Đấy, các bạn cứ nhắc đi nhắc lại như vậy và thành ra là cái tiềm thức nó đưa ra những cái hình ảnh tưởng tượng ở trong đầu các bạn về côn trùng á. Và các bạn cảm thấy sợ côn trùng, sợ rán, sợ sâu nọ kia đó. Rồi nhiều khi bạn cứ nói là, nói đi nói lại với bản thân là ma rất là đáng sợ, ma rất là kinh khủng, ma trông rất là xấu xí, gớm ghiếc, đúng không? Thì thành ra tiềm thức nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái hình ảnh tưởng tượng khiến cho các bạn càng sợ ma hơn. Trong khi thực tế là thậm chí bạn còn chưa gặp ma, bạn chưa biết ma nó như thế nào, đúng không? Đó, cho nên tiềm thức của chúng ta nó không hề biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Cái gì bạn cứ lặp đi lặp lại với nó nhiều lần, nó sẽ tin là thật. Cho nên để giữ cái tần số rung động cao đó, các bạn hãy thường xuyên tự nhắc nhở với bản thân bằng những cái câu khẳng định tích cực. Tôi có thể làm gì đó, tôi là tần số rung động của tình yêu, tôi là tần số của sự giàu có, tôi hoàn toàn có thể làm cái gì. Cái điều đó nó đang đến với tôi, nó đã đến với tôi. Đấy, cái thời điểm quan trọng nhất để dùng khẳng định tích cực là cái lúc trước khi đi ngủ. Ngoài ra thì có thể là khi vừa mới ngủ dậy và bất kỳ thời điểm nào trong ngày đó, lúc rảnh rỗi, lúc tâm trạng nó bắt đầu đi xuống một chút, lúc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì hãy vực bản thân dậy bằng những cái câu khẳng định tích cực. Cái cách thứ 7 không thể thiếu được chính là thiền. Thiền là cái phương pháp mà giúp cho chúng ta tĩnh cái tâm lại, bình ổn cái tâm trí lại. Cho nên muốn tu tập cũng phải dùng đến thiền, muốn chữa bệnh, muốn cải thiện sức khỏe cũng nên dùng đến thiền. Và luật hấp dẫn thì cũng không thể nào mà thiếu thiền được. Đó, khi mà chúng ta thiền đó, chúng ta sẽ tạm tách bản thân khỏi những cái thứ bên ngoài, bắt đầu kết nối lại bên trong, quay về với cái hiện tại. Cái cơ thể nó được nghỉ ngơi, cái tâm trí nó được nghỉ ngơi. Thì từ đó, cái cơ chế chữa lành của bản thân đó, nó bắt đầu được kích hoạt. Mình đã có một cái chuỗi, một loạt những cái video chia sẻ về cách thiền. Cho nên là các bạn nào mới bắt đầu muốn tập thiền và còn băn khoăn nhiều những cái câu hỏi về thiền đó, các bạn có thể xem lại chuỗi cái video đó. Mình hướng dẫn rất là cụ thể và có những cái bài dẫn thiền nữa. Thì mình sẽ để cái link của chuỗi cái video hướng dẫn về thiền đó, ở dưới phần mô tả và cái phần bình luận. Mình sẽ ghim nó vào. Những bạn nào muốn quan tâm đến thiền, bắt đầu tập thiền thì các bạn có thể tham khảo những cái video đó nha. Trong lúc thiền á, chúng ta có thể tập trung cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình, hình dung về cái hình ảnh của cái điều mà chúng ta muốn thu hút. Rồi chúng ta có thể kết hợp là nghe những cái video dẫn thiền, những cái lời khẳng định tích cực ở trên YouTube đó. Đấy, thì những cái cách đấy nó sẽ rất là tốt trong cái việc là hỗ trợ cái tần số rung động của chúng ta trong lúc thiền. Thì đó là cách thứ 7. Cách thứ 8 là việc tranh thủ thời gian để quay trở về với thiên nhiên. Trước kia đó mình rất là bận rộn. Bận rộn nhiều khi không phải là bận rộn về công việc đâu, mà bận rộn trong cái tâm tưởng đó, đầu óc cứ suốt ngày nghĩ cái nọ cái kia và xa rời với thiên nhiên, không có quan tâm đến xung quanh mình nó như thế nào cả. Đa số chúng ta đều như vậy đó. Cho nên cái thời gian đó thì mình không có gắn bó gì với thiên nhiên. Cho đến lúc mà những cái biến cố nó xảy ra và mình bắt đầu tu tập, thì có một cái thôi thúc ở bên trong đó, một cái tiếng mách bảo chỉ dẫn rằng là hãy quay về với thiên nhiên nhiều hơn. Và từ cái lúc đó thì mình mới bắt đầu tập quan sát thiên nhiên, dành thời gian đi bộ, đi dạo ra ngoài thiên nhiên á. Thì dần dần á, cái cơ chế chữa lành, thanh lọc ở trong cơ thể á, nó bắt đầu được kích hoạt. Và do nhờ là được chữa lành trong một thời gian dài với thiên nhiên như vậy, cái năng lượng nó bắt đầu rung động cao lên. Thì khi mà mình bắt đầu sử dụng cái luật hấp dẫn á, mọi thứ nó đến rất là nhanh, kết quả nó phát huy rất là nhanh.
khi mà cái tần số của chúng ta, cái giá trị, cái năng lượng của chúng ta nó nâng cao rồi á, thì cái việc thu hút mọi thứ tốt đẹp nó rất là dễ. Bản thân mình á, từ cái việc thu hút học bổng lúc còn đi học đại học, rồi thu hút tiền, thu hút công việc, thu hút những cái cơ hội á, mọi thứ nó đến rất là nhanh. Đó, và một phần trong đó là nhờ mình đã quay về với thiên nhiên và gắn bó với thiên nhiên rất là nhiều. Cho nên là bây giờ đó, khi mà mình nhìn lên bầu trời đó, mình nhìn được những cái hạt năng lượng li ti ở trong không khí đó, hay khi mà mình nhìn vào những cái cây đó, mình nhìn được cái dòng chảy năng lượng nó bao quanh cái cây này này, một cái dòng chảy nó rất là thanh khiết, nó rất là đẹp, nó màu xanh lục ấy, nó bao quanh cái cây. Thì cái việc mà các bạn nhìn hay là cảm nhận được năng lượng để mà thành thạo á, nó phải mất rất là nhiều thời gian. Bản thân mình đến bây giờ chưa thể gọi là thành thạo trong việc nhìn năng lượng, mới gọi là đang tập thôi. Nhưng mà mình cũng đã nhìn được và cảm nhận được một phần nào của những cái năng lượng, của những cái sự vật và con người xung quanh rồi. Đấy, cho nên là mình nhìn thấy được cái năng lượng ở trong thiên nhiên đó, nó rất là sạch, nó rất là tinh khiết. Để mà giữ cái tần số rung động ở cái mức độ cao á, thì chúng ta hãy quay về với thiên nhiên nhiều hơn. Tranh thủ thời gian để mà đi bộ, để mà ra những cái hồ, những cái công viên. Rồi mỗi một ngày đó, bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời một lúc, ngắm nhìn cây cối một lúc, thì cái năng lượng trong bạn á, nó sẽ được sạc lại, nó được thanh lọc rất là nhiều. Và cái điều cuối cùng rất là quan trọng chính là không nên ngóng chờ kết quả. Các bạn càng ngóng chờ kết quả thì cái kết quả nó sẽ càng lâu tới. Tại sao? Chúng ta đang thu hút đúng không? Nhưng khi mà chúng ta cứ ngóng chờ cái kết quả đó thì chúng ta không còn thu hút nữa rồi, mà chúng ta chuyển sang cái chế độ là theo đuổi rồi. Theo đuổi cho nên là ngóng chờ, cho nên là nôn nóng muốn nó đến với mình nhanh, thì chúng ta lại trở thành kẻ theo đuổi mất rồi. Và mình càng theo đuổi cái gì thì nó sẽ càng chạy xa khỏi mình thôi. Cho nên cái kết quả của các bạn cũng vậy đó, các bạn càng ngóng chờ, càng nôn nóng thì cái tần số năng lượng nó càng đi xuống, đúng không? Mãi mà không thấy đâu thì bắt đầu sinh ra thất vọng, sinh ra hoài nghi, chán nản. Và như vậy là cái tần số nó càng đi xuống, tâm trạng nó càng tiêu cực, thì cái kết quả nó sẽ càng chạy xa chúng ta thôi. Đó, cho nên một cái cách cuối cùng đó là đừng có ngóng chờ kết quả. Mình đã vận dụng hết các phương pháp rồi, mình giữ cho cái tâm trạng của mình nó ở cái tần số cao rồi, thì ok, mọi thứ còn lại hãy để cho vũ trụ, hãy để cho cái luật hấp dẫn nó làm việc. Đúng giờ, đúng lúc nó sẽ tới. Cái năng lượng của bạn, giá trị của bạn ở cái mức độ nào, bạn sẽ thu hút được những thứ như vậy. Càng nôn nóng, càng chậm. Hãy nhớ cái điều như vậy nha. Dục tốc thì bất đạt. Thì trên đây chính là những cái cách đơn giản để chúng ta có thể duy trì cái tần số của mình ở cái mức độ cao. Sau 21 ngày, các bạn liên tục duy trì như vậy, thì cái kết quả đó, nó đến hay chưa, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái điều các bạn muốn thu hút đấy, cái mức độ của nó như thế nào. Những cái thứ nho nhỏ thì nó sẽ có thể đến ngay, đến lập tức. Nhưng mà có những cái thứ nó lớn hơn thì nó sẽ phải có thời gian để có sự chuẩn bị, đúng không? Đấy, rồi thứ hai á, là nó phải phụ thuộc vào xem cách các bạn sử dụng luật hấp dẫn như thế nào. Nhiều người nói rằng là tôi đã sử dụng hết rồi mà tại sao kết quả nó không đến. Thì các bạn phải xem là các bạn sử dụng rồi, nhưng cái chất lượng của cái việc sử dụng đó, các bạn đã sử dụng đúng cách chưa? Rồi các bạn có duy trì được cái tần số của bản thân đó, nó luôn luôn ở cái mức độ cao 100%, 24/7 không? Đấy, hay là cứ thi thoảng bạn lại buồn, thi thoảng bạn lại tức giận, thi thoảng bạn lại lo lắng. Rồi thì cái việc các bạn hành động đó, nó đã đến đâu rồi? Mình nói rồi, cái điều quan trọng nhất để chuyển hóa năng lượng đó, là phải hành động. Hành động nó mới chuyển hóa được năng lượng. Vậy thì các bạn đã hành động được những cái gì rồi? Đó, có rất nhiều yếu tố nó quyết định xem là cái kết quả nó đến nhanh hay nó đến chậm. Nhưng mà ít nhất là chúng ta nên thực hành liên tục trong 21 ngày. Bởi vì khoa học chứng minh rồi, đó là cái con số trung bình để một người có thể lập trình lại tiềm thức, thay đổi thói quen. Thì ok, rất hy vọng rằng video sẽ giúp ích được cho mọi người. Và nếu các bạn quan tâm đến chủ đề về tu tập, chữa lành, phát triển bản thân, thì các bạn có thể đăng ký kênh để lại bình luận và tiếp tục đồng hành cùng với mình trong thời gian tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.